À, các bạn ơi, hôm nay mình đi dịch, mình đi câu bắn cá nha các bạn ơi. Dính này nè các bạn. Cá đây tới khoảng là 7-8 mét. Ui, từ nó vũ các bạn ơi, nó vũ các bạn ơi. Vô mánh rồi. Rồi. Dính dưới nè, dính dưới nè. Bị tụt nha anh hả? Nó vũ cái em. Ý con nữa các bạn ơi, cái chép hả vậy? Chép đâu phi cái hình dưới này có mắt không tục mẹ à, thấy chưa? Gỡ bự, gỡ bự với con không qua được. Đó các bạn ơi, tay này tay là tay ngang nè, đạp gió, đạp gió, đạp gió, đạp gió lấy ra, rút ra, xém ruột. Rồi lấm nam, lấm nam. Để lấy cái bao các bạn ơi, mình mới đi nha các bạn ơi. Bắn từ ly cũng khoảng 10 mét đó trời. Ghê. Ghê 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 được. À, bắn chim thì dở mà bắn cá thì giờ vừa rồi gồn là vô vô. Đi vô hai em các bạn. Là đi bao rồi các bạn ơi. Hai con bị chào bá luôn các bạn. Rồi chờ tiếp tục các bạn. Mới tàu cái ná đây mới bắn các bạn ơi. Mũi chỉ độ này các bạn. Đó. Rồi tiếp tục. Trời ơi trời, đúng gì mà nó dội dội nữa má. Đuổi lên các bạn. Đuổi lên các bạn. Hả, hay quá, nó dưới nước chưa. Chị đợi cho nó nổi lên. Rồi, nhét cho các bạn đây. Cá này thì vừa trái vừa luôn các bạn. Rồi lặn nữa rồi. Ngay chỗ cái cây đó các bạn. Trời ơi, nó đâu rồi đó, đó, còn không? Lặn mất tay rồi. Từ từ. Hôm nay mình tuyển xạ thủ bắn cá nha các bạn. Hụt quá. Thấy không, thấy không? Cá nhỏ xíu à. Đâu? Từ từ, con cá bự lắm, từ từ.